Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion. Xin cảm ơn Xuân Thảo, Đình Lộc, Thank you Dancer. Xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi của công chúa Kim Sang Ngư. Công chúa Kim Sang Ngư đang rất là nhiều cảm xúc. Huy xin phép được nhường cho hội đồng cố vấn. Xin mời anh ba. Thực sự một giọng ca như một cái núi lửa ngầm vậy đó. Nó đang tan chảy trong trái tim chúng tôi. Và thực sự rất là cảm xúc. Một giọng ca rất là ngọt ngào, tình cảm. Chúng ta thấy một vũ đoàn múa rất là đẹp, dàn dựng, rất công phu mọi thứ. Rất là tuyệt vời nhưng mà thực sự không ngăn nổi cái sự xúc động. Xin chúc mừng em. Xin mời anh Thành ạ. Thật sự ra đây là một cái cú lừa quá lớn của cô Kim Sang Ngư này dành cho chúng tôi. Cái giọng của cổ tuần trước với tuần này là hai người khác nhau. Và đó là một cú lừa quá ngoạn mục. Khi mà cô này cô cất lên mấy chữ đầu tôi biết cô là ai ngay. Khi mà mình nghe một bài hát mà mình khóc á, chắc là mọi người nghĩ là cái bài này là nhạc phim của phim Bố Già. Thành không phải khóc vì cái điều đó đâu. Cái thật sự mà tôi rơi nước mắt là cái cách mà cô Kim Sang Ngư cô hát rất là cảm xúc. Không biết là do cô có cái câu chuyện với bố của mình cô hát mà cô xúc động nhiều đến như vậy. Thậm chí cô nghẹn cô không hát được tiếp. Hay là cái cảm giác đã lâu lắm rồi mình mới được thăng hoa như vậy trên sân khấu. Còn tôi thì tôi khóc vì cái thứ nhất là cái cách mà cô xúc động với bài hát. Cái thứ hai là tôi khóc cho một người nghệ sĩ, tôi khóc cho một tài năng. Nếu như cổ là cái người mà tôi đoán đúng thì đáng lẽ cổ phải được đi xa hơn rất là nhiều với cái khả năng và tài năng của cổ. Cảm ơn Kim Sang Ngư đã có mặt trong chương trình hôm nay để mang đến cho mọi người một cảm xúc như thế này. Xin mời Tiên ạ. Những cái gì là xúc động nhất thì mọi người ở đây chắc cũng đã cảm nhận hết rồi. Bây giờ mình thay đổi không khí tí xíu đi nha. Mà hồi nãy anh Thành bảo là đây là cái cú lừa lớn nhất từ đầu chương trình tới giờ. Thì công chúa cho em hỏi là làm sao cái tập trước công chúa có thể hát bằng cái giọng đến nỗi mà cả hai anh em đều nghĩ là giọng nữ trầm, giọng thổ như vậy được? Làm sao? Cách nào? Đó là một cái micro được xử lý rồi đúng không Kim Sang Ngư? Đầu tiên cho Kim Sang Ngư xin chào Trấn Thành, xin chào Tóc Tiên, xin chào anh Ngọc Sơn, xin chào Huawei, xin chào quý vị khán giả và xin chào Bắp. Nãy giờ Kim Sang Ngư có một chút xíu về cảm xúc của mình. Thực sự là có coi qua bộ phim của Trấn Thành rất là hay. Bản thân mình rất là yêu thương bố. Và làm sao để mình có thể vượt qua được tất cả cũng được bố ở bên cạnh. Mỗi lần ở nhà tập hát á, đều khóc như vậy hết, không có kìm được. Có một cái sự đồng cảm từ Trấn Thành, bởi vì cá biết được là Trấn Thành rất là yêu bố, giống như cá vậy. Cá còn rất là may mắn đã trải qua rất là nhiều mùa dịch nhưng bố vẫn còn ở bên cạnh mình. Cảm ơn ca khúc này, cảm ơn Trấn Thành đã làm ra bộ phim đó để cho các cảm nhận nhiều hơn làm sao để mình có thể bảo hiểu có thời gian là mình ở bên cạnh ba mẹ liền. Đúng. Cảm ơn cá đã có mặt ở chương trình The Masked Singer để mang đến những cảm xúc như thế này thật sự. Hồi nãy người đẹp Tóc Tiên có hỏi một câu, hỏi là có chỉnh qua micro không? Đúng rồi, có chỉnh làm không? Làm sao mà làm được như sự vậy? Không có chỉnh qua gì. Thôi vậy là chị quá kinh khủng luôn. Ủa là tự hát vậy đó hả? Sao ngư tự hát? Trời ơi! Trời đất ơi! How can? Trời ơi, cái giọng này mà hát cái giọng tuần trước sao khó quá vậy ta? Anh ba ơi, đây là Thành là giọng nữ kim chứ không phải là hồi nãy là tụi em nói sai. Này thì chắc chắn mình nghe giọng nói thì mình biết là một người sống rất là tình cảm và sóng gió cực kỳ nhiều trong cuộc đời. Điều thứ hai, không phải là giọng nữ trầm không mà có giọng nữ cao rất đẹp kìa cả nhà. Có lúc mà hát giống như hơi tây tây, những cái nốt gió hoặc nốt rất là lả lơi. Giọng này giọng đẹp lắm. Giọng này hát là chắc là siêu nổi tiếng. Tôi cũng nhắm nhắm một người nào đó rồi. Một người là tôi rất là yêu. Tôi nhớ không lầm thì giọng ca này giống như giọng ca của Như Quỳnh. Cũng nhiều biến cố. Cũng nhiều biến cố đúng không ạ? Cũng dễ xúc động. Huy, bạn nghĩ là ai? Em hoàn toàn ủng hộ anh ba Ngọc Sơn. Đây là lần đầu tiên trong chương trình cái cảm xúc như thế này sâu lắng chạm trái tim. Em xin cảm ơn.
Hồi nãy bước ra là em đã nghi nghi đây là một ca khúc lay động lòng rồi, bởi vì là có một giọt nước mắt bên má trái của cá mới thêm vô. Ủa đâu đâu? Dạ đây. Ý có thêm. Thì thường quá, bữa nay Kim Sang-woo làm tôi xúc động quá, hát hay quá. Đúng là người nghệ sĩ nhạy cảm nha. Hát cái chữ nào cái tưởng tượng ra rồi là xúc động theo bài hát. Em, bây giờ mình có con cá rồi, mình có cần kêu thêm con cá ra đúng không vậy em? Công chúa Kim Sang-woo là cá cảm động, bây giờ em mang con cá cảm lạnh ra. Anh sợ cái con kim sa lốc quá à. Xin mời manh mối của công chúa Kim Sang-woo ạ. Ủa sao hôm nay giếng nhà em nó khói quá vậy ta? Mà khói quá. Cái gì vậy? Nóng quá, ở trong em nướng ốc á. Thôi, một định luật vật lý vô cùng thú vị. Trong giếng nước nướng ốc ăn. Duyên dáng, duyên dáng. Khô lâu rồi. Nóng quá. Em đang làm cái nhiệm vụ là nướng cái con sò này nè. Bên trong anh nhìn đi, có cái gì? Mỡ hành. Không phải tự nhiên mà để mỡ hành này không đâu. Em xin tiết lộ một cái thông tin rất là đáng luôn. Là ngày xưa cái chị Kim Sang-woo đó là chỉ có một người em. Em của chị là không biết ăn hành. Chị rất là thích ăn hành. Ồ. Cái chị dạy cho em chỉ ăn một tí thôi. Một tí thôi, một tí thôi. Thành ra chị ăn một ký luôn. Chị ăn nhiều quá. Thành ra bây giờ chị ghét hành. À, rất sợ ăn hành. Cảm ơn bé Lóc, hôm nay thông tin bổ ích quá nè. Dạ. Lát nữa hành này là nướng em đó. Sợ quá. Chị sĩ, xuống vô. Dạ. Trấn Thành ơi, hình như có một nữ danh ca lớn lắm mà hát rất hay, đi chung với anh vào quán rất kỵ hành. Bao nhiêu hành gấp cho anh hết. Ai vậy anh? Thôi bí mật. Trời ơi, ba chơi gì đâu nữa. Là cách của anh đó anh xịn. Anh có thể bật mí nhẹ nhẹ đem đoán phụ coi. Từ từ bật mí là lộ hết. Anh ba chơi chiêu của mình luôn chứ. Anh ba thích nghi nhanh quá. Tôi chỉ hỏi Kim Sang-woo đã từng sanh hoạt trong nhóm nhạc nào chưa? Tàn tàn tàn. Kim Sang-woo rất là ham vui. Có cái đám nào mà vui vui á, làm Kim Sang-woo sẽ xúm vô đó. Lúc vui là Kim Sang-woo sẽ đi chỗ khác liền á. Đó là trên hai nhóm. Thôi được rồi, tôi đã biết rồi. Cái người mà làm cho bà ghét hành là ai em biết không bắp? Bực mí đi anh xịt. Đó là phi hành da heo. Ta da. Ủa? Có phi hành làm cho bà này ghét hành. Trời. Không phải đâu. Kim Sang-woo rất là thích ăn hành phi, nhưng mà lại không ăn được hành sống, nhất là hành lá. Trời ơi, nghe phi hành sao tôi muốn lấy con cá lóc tôi ra tôi nướng trui ghê vậy đó thiệt á. Em dọn món sẵn rồi, lát vô dùng bữa thôi. Nè, bây giờ tôi lại tiếp tục chơi một trò chơi thiệt là dễ thương. Tôi sẽ ghi tên của Kim Sang-woo vào tờ giấy gửi lại cho ban tổ chức. Em gửi vô. Em gửi luôn phải không? Chúng ta thua chầu này chúng ta sẽ bị gì nè? Chúng ta sẽ dắt cho Kim Sang-woo đi ăn hành. Alo, dắt Kim Sang-woo đi ăn bất cứ quán nào Kim Sang-woo thích. Ha ha. Còn nếu chúng tôi thua thì chúng tôi sẽ bị quê thêm một lần nữa thôi. Tôi chỉ bật mí cho quý vị khán giả biết là tại sao bạn ấy tên là Kim Sang-woo. Nó có manh mối trong đó đó. Kim Sang-woo. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không nói đâu. Đừng lấy tuổi con cá. Tôi đã nộp rồi, tôi đã nộp. Em trình bày. Dạ. Anh Ma Huy ơi, nãy giờ chắc là anh Ma Huy cũng muốn biết thêm nhiều thông tin về cá đúng không? Nhưng nói luôn bây giờ thì sẽ không có vui. Hay là để qua dòng Kim Sang-woo bực mí thêm cho nha. Thông minh. Đó là một cách kêu gọi bình chọn thật khéo léo. Đúng. Kim Sang-woo quá là đa tài. Tại sao có thể lừa được từ một cái giọng nữ thổ qua một cái giọng nữ cao như vậy? Bạn này còn quá nhiều tiềm năng. Khán giả ơi, xúc động tiềm năng duyên dáng phải giữ lại. Đúng. Yes. Rồi, giữ lại Kim Sang-woo. Và bây giờ tất nhiên anh Trấn Thành đã viết giấy cho chúng tôi. Anh ba thì tuyệt đối giữ bí mật. Như vậy rồi. Thì chỉ còn một cái tên từ vị trí của Wowy. Theo như cái dự đoán ban đầu của em á, khi nghe qua những cái hint ở tập trước và nghe giọng thì em vẫn giữ cái ý kiến đây có thể là ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà thiệt ra nha, cho em thêm ý này, ban đầu em với anh Thành là cũng bị lộ ngay mấy câu đầu á, cái cách nhả chữ làm cho em liên tưởng đến một cái tên, đó là Bùi Lan Hương. Nếu như bạn thật sự là Bùi Lan Hương thì chúng tôi thua.
tại vì chúng tôi viết vào một cái tên khác nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Đó sẽ là một ẩn số, chúng ta sẽ bật mí nếu mà Kim Sang Ngư phải lộ diện. Nhưng mà bây giờ thì đã lúc mà phải đưa công chúa Kim Sang Ngư về là thủy cung rồi. Xin mời biệt đội áo đen cool ngầu của chúng tôi. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Beyond.